Cảm ơn chị Việt, chào tất cả các anh em đang theo dõi video nhé. Và hôm nay đã là ngày 13 tháng 12 âm lịch rồi. Vậy là chúng ta có lẽ chỉ còn đếm ngược khoảng hơn chục ngày nữa thôi. Đây là tới Tết Nguyên Đán rồi. Tức là hôm nay là mùng 4 tháng 1 2023 dương lịch. Đấy. Nhà mình đang đóng gói các cái sản phẩm cám để gửi tới cho anh em đây. Cám Chín Đất Việt thì chuyên cám mi, chòe, màu, cùng giá là 200 ngàn 1kg, miễn phí ship tới nhà trên toàn quốc nha các bạn. Mình vừa chơi, vừa chia sẻ lại cho anh em. Do vậy là không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Các bạn lấy cái điện trực tiếp cho Cám Đất Việt nhé, theo số điện thoại ở đây. Đó. 1kg sẽ được 4 gói mình đang cầm ở trên tay. Đây là cám mi này, ngoài ra cám chòe và cám màu nữa. Đây là một số cái đơn cám đã đóng xong, chia sẻ cùng anh em một chút này. Đây. Anh em này lấy cám mi và áo này. Các bạn có thể là mà lấy theo gói cũng được, làm sao mà được từ 1kg trở lên là được miễn phí ship rồi. Đấy. Đây là một số cái sản phẩm áo lồng mi kaki. Đấy, vải màu kem này rất là đẹp này. Đấy. Anh em mà lấy 1kg cám kèm theo áo này thì được miễn phí ship nhá. Đấy. Thế còn lấy riêng áo này thì có tính thêm một khoản cước phí nho nhỏ. Thế còn cám thì luôn luôn được miễn phí ship toàn quốc. Đây. Còn đây là một số anh em lấy mấy ký liền đây. Đây là cám chòe rồi mi rồi chòe và mi. Đấy, chào màu. Đấy, mấy ký luôn bịch to như thế này. Đây, một số anh em đấy, lấy áo này, cám và áo này. Đấy. Cám thì là 200 một ký, áo thì lẻ thì 80. Anh em lấy xỉ thì xỉ áo thì có giá riêng. Đây, một số đơn nữa. Đây là số điện thoại của nhà mình này. Các bạn cứ gọi điện trực tiếp nhé. Anh màu chèo đây. Đây đang đóng mấy chục đơn nữa cho anh em này các bạn này. Rồi. Đấy, như anh em này là đang lấy theo gói này các bạn này. Đấy, anh lấy 2 mi 2 màu. Anh được 1kg mà được miễn phí ship rồi. Đây là đơn của anh em ở đâu đây? Anh em ở Thái Bình. Thái Bình này các bạn này. Đây, đây quay lên đây các bạn sẽ thấy đây là cái chất vải áo kaki dành cho lồng mi. Mình quan tâm nhiều đến cái sản phẩm áo lồng mi bởi vì riêng với con chim họa mi nhá thì cái áo lồng nó khá là quan trọng. Đấy. Nó áo này nó cân bằng ánh sáng tốt, đây đang quay trong nhà nha các bạn. Đấy, con chim rất là tĩnh và nó vải nó mềm không lo mắc móng, vải chất vải kaki chuẩn luôn nha các bạn. Cổ may xếp ly này rất là kín. Đấy, còn những con chòe hay là chào màu, đây là chòe hay là chào màu thì nhiều khi là cái áo lồng của nó cũng chỉ cần là gì ạ? Nó vừa phải thôi là được rồi. Đấy. Đây, cho các bạn con chú mi nhé. Đây là mình đang ở tầng 1, cái này để đóng hàng. Thế còn một hai chú để trên tầng cơ. Đây là một chú để trong này. Mỗi chỗ để một con. Đây, chú mi đang nuôi ở nhà này các bạn này. Đẹp không? Bông này, đây là một bàn. Trở lại sẽ đóng bàn này. Theo một số đơn đóng xong chia sẻ cho anh em. Đây anh em này lấy mấy ký tận Tiền Giang này, mi chòe. Em Gia Lai này, ở thành phố Hồ Chí Minh này. Tiếp theo đây anh em của Thái Bình.
Anh em nào chưa có mua xúc thì nhớ nhắc nhà mình nhé, tặng cho mỗi anh em 1-2 cái. Đó, dùng rất là tiện. Còn đây là cái kẹp sâu kẹp dế nha các bạn. Kẹp sâu kẹp dế này thì là 45.000 một cái. Đấy, bạn nào chưa có thì nhớ liên hệ với Cám Đất Việt nhé. Thì với cái sản phẩm cám họa mi như các bạn thấy mình đang cầm ở trên tay đây này. Đó. Thì các bạn đã biết rồi, bạn nào sử dụng sẽ thấy chân mỏ sáng theo thời gian mà lửa đều ổn định, ăn một loại quanh năm thôi. Ừ. Các bạn theo dõi thêm trên website camchimdatviet.com. Tôi chia sẻ rất nhiều video ở trên trên cám website camchimdatviet.com cũng như là kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Đấy, nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm cho đó các bạn có thể xem nhé. Đây tầm khoảng 30 đơn nữa. Tiếp theo đây là sản phẩm cám xào màu này. Với đặc trưng là cái dòng ăn hoa quả thì các bạn sử dụng một loại thôi. Chim sẽ có má đỏ, đít đỏ, lửa đều ổn định. Đấy. Tiếp theo một cái dòng ăn sâu bọ, xòe lửa và xào màu. À, xòe lửa và xòe than. Đấy, dùng một loại thôi. Và mình xin nhắc lại nhé, cám Chim Đất Việt thì chuyên cám mi, chòe, màu. Cùng giá là 200.000 một kg. Miễn phí ship tận nhà luôn. Để mình vào nhấc con mi kia ra đây cho nó hot một chút cho nó vui nhé. Cứ đóng đi nhé, tí nữa. Các bạn thấy nó hot này không? Trên tầng này nuôi mấy con nữa nhưng mà mỗi chỗ mình phải để một con. Nhấc thử ra ngoài này cho nó hot. Đang đóng hàng thì bỏ nó ra. Đặt sứ lên trên bàn này. Quay cho các bạn xem. Thấy không? Chưa có chỗ treo ra, không biết treo lên thế nào. Đấy, đang hot rồi. Bây giờ 9 giờ, 9 giờ sáng nha các bạn, 9 giờ sáng. Các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Cám Chim Đất Việt nhé. Số điện thoại ở đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng hàng cho nhà mình để cho nó xong các cái đơn cám ngày hôm nay đi. Đấy, cả đơn áo gửi cho anh em nữa cơ. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ Cám Chim Đất Việt nhé. Chào tất cả các anh em.